Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Thì tập hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách, đó chính là thu phục và tiến hóa các dạng của Eevee nha các bạn. Ở đây nó có một con Eevee rất là to nè. Wow, con này thì cực xịn luôn. Mình sẽ tiến hành bắt nó luôn. Dùng NT để bắt thôi. Thì mình đã có một con Eevee trước rồi. Trong cái tập nào đó mình đã thu phục một em rồi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục thu phục thêm em thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ thu phục tầm 8 tới 9 em Eevee nha. Đó, để mà nó đủ hết các loại luôn. Ok, em thứ hai đã được thu phục rồi, quá là đơn giản luôn. Đây, mình sẽ search tên Eevee cho các bạn xem. Rồi, và hôm nay mình cũng sẽ tiến hóa em Metacross luôn nha. Đó, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện cái thử thách này luôn. Trật tập hôm nay chắc hai thử thách thôi. Chứ ba thử thách thì nó quá nhiều rồi. Tại vì em Eevee này thì nó tốn rất là nhiều thời gian đó các bạn. Đây, hai em Eevee luôn, rất là xịn. Trời ơi. Rồi, chúng ta sẽ cần thêm tầm 6 tới 7 em nữa nha. Ok, mình sẽ tiếp tục lên đường và thu phục thêm Eevee ở đây nha. Ây da. Bấm lộn cái lệnh teleport qua đây. Ok, đây có một cái Master Chest nè. Để mình qua mình lấy thử nha các bạn. Lấy xem thế nào đây. Cái rừng Master. có con Eevee nó xuất hiện nữa nè. Rồi, lại xịn. Con này được, cấp 10 mà khá là sung nha. Rồi, ta sẽ tiến hành bắt mày luôn nha con. Ây da, mới nhỏ mà sung quá vậy. Cấp 10 mà nó đánh mình. Nó đánh con cấp 70 mấy luôn kìa. Láo thiệt chứ. Rồi, và con thứ ba nó cũng đã được thu phục rồi. Quá là xịn luôn. Đây, Cherubi mình có rồi. Chúng ta hãy mở cái rương Master này coi được cái gì nha. Wow, được cái Power Weight. Cái này thì mình có rồi, mình có hết đủ cái loại khăn rồi. Và thêm một con Eevee nữa xuất hiện rồi các bạn ơi. Con thứ tư. Wow, sao hôm nay mình đỏ quá vậy. Trời ơi, con này thì nó sẽ xuất hiện ở vùng Perth Forest, cũng như là Root Forest nha các bạn, vào ban ngày. Đó, chỉ trong hai vùng này thôi. Rồi, thì mình sẽ chuyển với em NT nha. Đó, chuyển con này để dễ thu phục hơn. Rồi, xài luôn quả Liverborn nha các bạn. Dạ, Liverborn. Chúng ta cũng có thể xài Whipborn và Ribbitborn để mà bắt lại. Ribbitborn nha. Trời ơi, chín chín. Ok, mình sẽ tiếp tục lên đường và thu phục thêm Pokemon ở đây, cũng như là thêm mấy em Eevee nữa nha. Bên đây có một con là Swirlix nha các bạn. Trời ơi, nhìn nó như cái kẹo bông vậy. Ây da, mày. Swirlix. Wow, nhìn cái mặt nó kìa. Mặt láo chưa. Lụm mày luôn mà Whipborn nha con. Cho mày sợ nha. Swirlix của chúng ta. Whipborn thành công luôn cơ. Trời ơi, nó lại gọn luôn. Có một cái Master Chest ở đây. Tala được Psychic. Wow, lại được mấy skill nữa. Các hàng tốt luôn. Đó, tiền mình cũng nhiều rồi mà thêm mấy skill nữa thì chúng ta cũng có thể bán nữa kia mà kiếm thêm tiền nữa đó. Ok. Vùng này ở đây nó có con gì đây? Con này mình có rồi. Chúng mình qua mình thăm mấy con đây đi. Hình như đây là cấp 2 của Hút Hút đó các bạn. Đây là con cú mèo. Đâu rồi? Mày hả con? Đây là Noctowl cơ nha các bạn. Trời ơi, cấp 2 của Hút Hút đây rồi. Noctowl. Wow, cấp 50 mấy luôn. Ghê. Chúng ta sẽ cấu máu từ từ nha. Flame Burst đó luôn nha các bạn. Mày nè con, cho mày sợ. Lên bớt phát nữa nè. Mày nè con. Phía xa xa có con Hút Hút nó đang nhảy kìa bạn. Cái con Hút Hút nó nhỏ xíu mà con này nó bự quá vậy. Hút Hút nó có một cục thôi à. Không thể tin được. Chúng ta sẽ chuyển qua em NT để mà bắt nó luôn nha. Đó. Ở đây thì mình sẽ sử dụng hai quả, có thể là ba quả. Đó là Whipborn, Dustborn và Tamawon nha. Đó, Whipborn. Whipborn thì như thế nào đây?
không thành công. Hay chúng ta sẽ sử dụng qua quả khác, đó chính là quả Dustborn nha. Dustborn thẳng tiến nha. Và lần này thành công luôn, trời ơi nó lại xịn luôn. Phải ngon như vậy chứ. Rồi mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Bên đây có một em mình Shishino nè các bạn. Mình Shishino. Nó cũng có bậc tiến hóa cấp 2 là Shishino đó các bạn. Nhìn rất là cute luôn. Con này là cái con sóc, nó thích lau dọn đồ nè. Đó, thành công luôn. Nó lại quá xịn luôn. Trời, tự nhiên chỗ này nó bị lắc lắc. Ở đây có Step Full, con này mình chưa có. Đây là cấp 1 của cái con gấu màu hồng, nó hay ôm cái đội hỏa tiễn để mà chạy các bạn. Lụm mày luôn nha con Step Full. Đó, xịn quá chừng luôn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Ở phía bên đây thì lại xuất hiện một con Eevee nữa. Mình vừa ném cái Ender Pearl các bạn, nó teleport mình qua đây nè. Eevee này nó cũng khá là bự đó. Nhưng mà nó nhỏ hơn cái con Eevee thứ hai của mình thôi. Nhỏ hơn một xíu. Rồi, lụm mày luôn nha. Không thành công, con này khó quá vậy. Whipball không thành công rồi, chúng ta sẽ sử dụng 3 quả Liverball cho nó sợ nha các bạn. Liverball. Đó. Sai luôn nhưng mà vẫn không thành công. Ôi khó nha. Không thành công thì tiếp tục là Liverball. Spam 2 quả nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ đi qua quả Ribbon. Nếu không được nữa thì mình sẽ quay trở lại với Tamagotchi nha các bạn. Cho nó sợ. Rồi tiếp tục một quả Ribbon nữa đi. Ây dạ, cái con này khó thu phục quá vậy, mới cấp 12 thôi. Trời ơi, đây là MEV thứ 5 của mình nè các bạn. Phải cố lên. Tiếp tục là Repeat Burn nha. Repeat Burn. Cố lên nào. Trời ơi, vẫn không thành công. Khó. Rồi, làm một quả nữa luôn đi. Không được thì mình sẽ quay trở lại với quả Livon nha. Để xem. Trời ơi, không được luôn. Cay thế nha. Chúng ta sẽ qua quả Livon nha. Đó. Quả Livon cho mày sợ luôn. Và lần này chắc là thành công liền. Trời ơi, nó xịn. Xịn quá xịn luôn. Bên đây lại thêm một em Eevee nữa nè các bạn. Eevee cứ xuất hiện hoài nha. Đó là mình cực kỳ thích đó nha. Đây sẽ là cái con Eevee thứ 6 của mình. Ở đây thì mình sẽ đây là một con Eevee cực kỳ bự các bạn ơi. Nó bự như cái con Eevee thứ 2 hồi đầu video vậy đó. Trời ơi, Whipball không thành công rồi. Cái con này nó cũng khó thu phục nữa hen. Vậy thì cho Liverball ra thôi. Whipball không được thì Liverball vẫn không được các bạn ơi. Mình sẽ spam vài quả đi. Cho nó biết sợ là gì chứ. Ta-la, em thứ 6 cũng đã được thu phục rồi nha. Và ở đây nó có một cái con boss Audino nè. Mình đi qua xem thử nào. Audino. Con này nhìn nó rất là đẹp các bạn ơi. Đây là boss rare nè. Boss hiếm. Đó. Có điều đánh mình hơi bị đau đó. Nhưng mà mình may mắn là mình đã đốt được nó rồi. Mày. Ui, đánh không trúng nó rồi. Ôi, trời ơi, chết con anti của tôi rồi. Bubble beam này nha con. Mày nè con. Cấu được nó một xíu. Bubble beam tiếp tục. Mình còn có 2 máu. Con này ghê quá vậy. Thôi, ghê quá à. Trời ơi. Để mình bulldoze nó luôn nha các bạn. Bulldoze. Thành công luôn. Rồi, và con Peldum nó cũng đã bắt đầu tiến hóa luôn rồi kìa. Lại là xịn nữa. Peldum. Trời ơi, nhìn nó có con mắt thôi. Và nó đã tiến hóa lên con Metan.
tuyệt vời luôn. Trời ơi, chúng ta sẽ cần nâng cấp nó lên tới cấp 45 để mà nó tiến hóa lên Metaross lần đó các bạn. Rồi, ở đây mình lại gặp thêm một em Audino nữa. Con này thì không phải là boss. Mới đánh con boss xong, bây giờ lại gặp chính cái con Audino hồi nãy luôn. Con Pokemon đó. Ok, bắt nó luôn nha các bạn. Trời ơi, cấu máu như vậy thì biết tới chừng nào. Thôi mình sẽ đứng đây và cấu máu một xíu nha. Ôi, khá là lâu đó. Hồi ôi, nó lại khổ lắm luôn. Ồ, nãy giờ thì mình đã cấu nó được một xíu rồi nha các bạn. Hơn một phút đồng hồ của mình đó. Một phút luôn đó. Ok, chuyển qua con NT và tiến hành bắt nó thôi. Ây da, lụm mày luôn bằng Whipple nha con. Đâu rồi? Whipple. Trời ơi, coi thử có uổng công nãy giờ tôi đứng cấu máu hay không. Ta la, vậy là không có uổng công rồi. Nó lại xịn quá luôn. Trời ơi, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Ồ, bên đây có con Bao Sweet nè các bạn. Con này thì lần trước mình có đánh nó nhưng mà nó là boss thôi. Lần này thì lại gặp thêm lại gặp lại nó thôi. Chúng ta sẽ sử dụng luôn quả Livermore nha. Mới cấp 17 thôi nên cứ Livermore mà xả nha. Không có chuyện gì hết. Mình bấm lộn cái quả Whipple rồi nhưng mà cũng không sao. Whipple cũng thành công thôi. Khỏi lên nào Whipple. Đúng mà, thành công như vậy chứ. Nó tăng tỷ lệ 5 chấm lận. Trời ơi. Ây da, bên đây lại có con siêu cool nữa nè các bạn. Trong những tập trước thì mình có thu hụt cái em Cast Cool. Cái con đó là tiến hóa cấp 2 của siêu cool này đó. Ồ, siêu cool. Trời ơi, nhìn hai con y chang luôn, không có khác gì nhau hết. Livon mà xả thôi. Em này mới cấp 11 thôi nên không có gì để đáng lo ngại các bạn ơi. Đó, thành công rất là dễ dàng luôn. Trời ơi. Với cái vùng Bird Forest này thì chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có thêm rất là nhiều Pokemon nữa thôi. Và đây là một cái em Pinelpie. Mình đã có cấp 2 của nó, đó chính là Pinelpie rồi. Nó chỉ khác nhau cái tên giữa thôi à. Trời ơi. Trời, Livon thôi, mới cấp 7 mà. Hay, con này thì thoải mái thôi. Đó, quá thoải mái luôn. Rồi. Chúng ta sẽ lại tiếp tục phiêu lưu tiếp thôi. Ồ, bữa nay lại gặp thêm một em EV nữa rồi. Wow, em thứ 7 đây các bạn ơi. Em EV thứ 7 của chúng ta. Trời ơi. Khá ổn. Dùng Whipple thôi nè. EV thứ 7 hả? Không có chuyện gì hết. Whipple. Wow, thành công luôn. Ồ, em thứ 7 này sao dễ quá vậy? Em thứ 5, thứ 6 nó làm khó mình quá mà. Rồi, để chúng ta kiểm tra xem số lượng EV của chúng ta đến bao nhiêu rồi. Đúng 7 con không? Rồi, đúng 7 con luôn. Trời ơi. Rồi, để mình sẽ cố gắng thu phục thêm em EV thứ 8 thôi nha các bạn. Có thể là sẽ là thứ 9 luôn đó. Bên đây chúng ta gặp một con Firo nè. Firo. Lụm mày luôn nha. Ây da, con này chúng ta có thể thu phục trong những tập đầu tiên các bạn. Để mà bay được. Tại vì nó xuất hiện rất là phổ biến. Nó không như mấy cái Pokemon sau này của mình. Xuất hiện thì khó. Bắt thì cũng rất là khó luôn. Ok, chuyển qua NT và thu phục nó thôi. Đầu tiên thì vẫn là Whipple thôi. Lúc nào cũng vậy. Vô trận là Whipple. Đầu trận là Whipple thôi. Whipple thẳng tiến nào. Không thành công nhưng mà nó lót hơi lâu đó. Vậy thì thôi mình sẽ qua một cái quả khác. Đó chính là Safari Ball nha các bạn. Safari Ball. Whipple không được thì Safari Ball thôi. Chả có chuyện gì cả. Đó, Safari Ball thế nào. Trời ơi, không thành công rồi. Chúng ta sẽ chuyển qua quả Tamer Ball đi. Không có gì, không có gì phải ngại hết. Ball mình rất là nhiều luôn. Và công dụng của tụi nó thì rất là đa dạng luôn. Trời ơi, khỏi phải lo. Đó, quả Tamer Ball đã thành công liền. Ồ, ở đây có con Bao Sweet hồi nãy nữa nè. Bao Sweet.
phải mình phải giết nó mau. Mình mới thấy cái con gì mới mới. Đây. Đây là mo luôn nha các bạn. Con này mình chưa có. Lụm mày luôn. Bằng Liverpool thử xem. Mo luôn. Trời ơi, nó lại xịn. Quá xịn luôn. Rồi, thêm mấy mo luôn vào PC nữa rồi. Trời ơi. Quá chừng Pokemon luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm MV thứ 8 nha. Và đây. Cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện rồi. MV thứ 8 của chúng ta. Để mình xem nào. EV, xem kích cỡ thôi. Ui, nó có chút xíu à. Rồi, con này thì làm ăn gì đây? Hey, chúng ta sẽ sử dụng vào Whipple thôi nha các bạn. Whipple. Rồi, nó tới cái thời điểm là không thành công rồi đó. Bắt đầu là nó khó trở lại rồi đó. Tiếp tục là Liverpool nha. Hey, dạ, thiệt là khó khăn. Lần này thì thành công quá dễ dàng luôn. Xịn. Ơi, Eevee. Rồi, mình đã xóa nó rồi. Bên đây có cái con Ontaria Bot nè. Chúng ta hãy cùng ba xem thử em chim bông Bot như thế nào đây nha. Nhìn nó cực kỳ đẹp các bạn ơi. Cái đám mày làm cái đuôi của nó cực kỳ bự luôn. 99. Rồi, thách đấu nó thôi. Nó có mấy cọng đuôi nhũ xuống nữa, nhìn nó đẹp nha. Đẹp hết chỗ nói luôn đó. Ok. Ôi, gãi ngứa nó hả trời. Đốt nó một phát coi nào. May quá, cuối cùng cũng đốt được. Đốt như vậy chúng ta sẽ có lợi rất là nhiều luôn. Ok. Tiếp tục Fire Blast nó phát nữa thôi nha. Trời ơi. Không thành công thì tiếp tục là Flare Flip đó nha. Mày nè con. Láo với Incineroar của mình hả? Tiếp tục là skill hệ bóng tối luôn nha. Trời ơi, có được một xíu máu thôi. Thôi nó đánh mình chết rồi. Chịu qua Mana Phi thôi. Bubble Beam nó một phát. Bubble Beam này nha con. Nó cống mình hết nửa cây máu luôn. Cuối cùng nó cũng chết rồi. Và nó cho mình Lunatium Z. Trời ơi. Cái này hoài luôn á. Lunalium. Trời ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chế tạo. Trước tiên là 3 viên đá. Cái viên Waterstone thì mình đã có rồi. Đây, Thunderstone và Firestone. Rồi, đi ngủ phát nào. Qua sáng mai chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa tất cả các dạng của EV nha các bạn. Đó. Đây, ở đây là tất cả 8 em EV của mình. Con này là kích thước enormous nè. Bự quá vậy. Con này là small. Cũng được. Con này là huge. Ngon. Con này là ordinary. Ordinary chứ. Con này là rune. Con này nhỏ xíu à. Thôi, cho đi chỗ khác. Rồi. Và đây là một con ordinary nữa. Con này là enormous. Hai con enormous. Enormous số nhiều quá vậy. 999. Rồi, thì ở đây mình sẽ cho nó tiến hóa từ từ nha. Đầu tiên sẽ là em Eevee dùng Firestone nha các bạn. Nhìn nó ngầu chưa? Nó đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Ok, Eevee dùng Firestone. Để coi nào. Cực kỳ đẹp luôn. Và đây là Flareon. Nó học được skill Ember rồi. Trời ơi, Flareon. Nhìn cái đuôi nó bự quá nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với em Eevee thứ hai nha các bạn. Dùng Waterstone đi. Cho nó lên hàng thôi. Em này thì kích thước small thôi. Chắc nó sẽ nhỏ hơn mấy con kia một xíu. Trời ơi, đây là Vaporeon Eevee hệ nước các bạn ơi. Thay skill round liền. Trời ơi. Các bạn nhìn nè, nó có cái màng cá nè. Và cái đuôi của nó nữa. Y chang tiên cá luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành với em Eevee thứ 3 nha các bạn. Nó sẽ dùng Thunderstone. Eevee đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa.
Rồi thì ba cái dạng này là cái ba cái dạng cơ bản nhất nha, chúng ta có thể dễ dàng tiêu hóa bằng đá thôi. Và đây là Zostion, học được Thunder Shock. Dạ Thunder Shock quá đã luôn. Ba dạng tiến hóa, ba dạng cơ bản đầu tiên. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục với những dạng EV kế tiếp nha các bạn. Chắc mình sẽ tiến hóa ba con nữa quá. Hai ơi, đây con này kích thước huge. Huge nè. Enormous, hai con enormous. Quá xịn luôn. Ok, chúng ta sẽ đi ra ngoài này. Thì đầu tiên á, mình sẽ lấy tất cả các loại parry ra nha các bạn. Chính xác là cần hai loại thôi. Mình sẽ cho nó tăng cái điểm range ship. Để mình có cái con meta này vô cái đã. Chúng ta sẽ tiến hóa một lần, cho tiến hóa một lần 4 con EV luôn đi cho nó tiện. Đó. Rồi, xịn xịn nhiên. Bây giờ mình sẽ coi kích cỡ của tụi nó. Con này là huge. Mình sẽ cho con này lên cái điểm range ship nha các bạn. Nó sẽ cần tiến hóa với cái điểm range ship cao. Có 3 con cần tiến hóa như vậy. Một con là cần tiến hóa vào ban ngày, một con vào ban đêm, và một con là cái con hệ tiên á. Rồi con này là 255 rồi, nó full rồi, quá tay luôn. Ok, sẽ là cái con thứ hai thì mình sẽ cố gắng không để cho nó full nữa, để cho nó full nó hao cái parry của mình quá. Các bạn cứ để tầm 220 là đủ rồi. Con này là 224 nè, trời ơi. Rồi cất mấy cái parry vô thôi. Và chúng ta sẽ tiến hành tiến hóa cái con EV này nha các bạn. Đây mình sẽ lấy kẹo ra thôi. Đó, nó sẽ còn điểm happy cao. Và vào ban ngày nha. Đây. Đó, học được quick access. Mình sẽ thay bằng skill này đi. Skill nào đi ta? Trời ơi, khó quá nhờ. Rồi thay bằng cái này đi. Đó, và EV của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa dạng thứ tư rồi đó các bạn. Rồi dạng này thì cần điểm happiness cao và ban ngày nha. Đây là Espeon, học được confusion cơ, xịn nha. Hồi ôi, EV hệ tâm linh. Nhìn cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Đó, cái đuôi nó chẻ ra làm hai nữa chứ. Ghê đấy. Ok, ở đây thì mình đang tiến hành dụ con Trend Wheel qua chỗ này. Phía trước mình nó có một cái Frozen Shrine đấy các bạn. Đọc muốn lẹo lưỡi luôn. Thì chúng ta có thể dụ mấy con này bằng cách ném tuyết vào chúng nó nha các bạn. Con Pokemon nào cũng sẽ tức giận khi mà bị ném tuyết vào đó. Rồi, mình sẽ dụ nó tới gần cái Ison liền. Để chúng ta có thể dễ dàng mà lên cấp nó tại đây, cho nó tiến hóa tiếp luôn nha. Đó, xịn chưa. Đó, dứt cái con Trend Wheel này luôn. Và cái con EV của mình cũng đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Đây sẽ là cái con EV hệ băng nha các bạn. Nó sẽ tiến hóa gần cái Ice Rock. Đó. Nói chung là cứ lên cấp gần Ice Rock là được. Trời ơi, đây là Glaceon, học được Icy Wind nè. 99. Rồi, đó, phải vậy. Phải vậy mới được chứ. Con này thì sao nó bự quá vậy? Bự quá nha. Hơi bị bự đó. Ok, chúng ta lại tiếp tục. Mình sẽ thu phục cái con Vanilla này đi. Nãy mình qua thử sức với con Clayley nhưng mà đánh không lại nên thôi. Vanilla. Thu phục quá gọn luôn. Một quả Whipball nó được rồi. Bên đây là tiếng hót của nó nè các bạn. Đây là Vanillite nè. Vanillite. Mình sẽ cấu máu nó thôi. Cấu bằng những skill hệ thường thôi. Chứ mình dùng skill hệ lửa là nó chết. Trời ơi, con này nó xài skill hệ băng để nó giảm tốc của mình đó các bạn. Các bạn thấy không, nó giảm tốc của mình hoài luôn rồi. Dám giảm tốc độ của tao hả? Chuyển qua NT để mà bắt nó luôn nha. Rồi, lần này thì cho Whipball ra trận thôi. Whipball. Nó nằm đâu rồi? Whipball, mới thấy đó mà. Whipball, nó nằm trên đây. Định mệnh á.
Apple. Trời ơi, quá xịn luôn. Trời, và con EV của mình nó đang bắt đầu tiến hóa đó bạn. Trời ơi, con này thì nó sẽ tiến hóa vào ban đêm với cái điểm happiness cao. Nó sẽ trái ngược với con tiến hóa vào ban ngày hồi nãy. Ok, và đây là Umbreon. Đó, bật EV hệ bóng tối. Xịn chưa? Đó, và đây Espeon. Ồ, EV hệ tâm linh. Và mình còn một con nữa, đó chính là Glaceon, tiến hóa gần Ice Rock. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hóa thêm hai con nữa, đó chính là Lifion và Sylveon nha các bạn. Ok, bỏ xuống đây đi. Với có con Lifion thì chúng ta phải tìm cái Moss Rock thôi các bạn ơi. Moss Rock. À đây 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 đây, mém tí là luộc nó rồi. Đây, quá hợp lý luôn. Đó, mình sẽ cho em Eevee đây tiến hóa gần cái Moss Rock này thôi. Rồi, đó, chính nó rồi đó. Cho mày ra ngoài nè con, và cho mày tiến hóa luôn. Họ học được skill skill mới nè. Wow, thay hết liền. Ồ, tiến hóa rồi các bạn ơi. Eevee của chúng ta đã bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Quá là xịn luôn. Và nó đã lên con Lifion. Wow, con này nó cũng bự quá vậy. Bự giống con Glaceon hồi nãy quá hả. Thay skill, thay Razor Razor Leaf vào liền. Đó, xịn chưa. Lifion, để mình coi thử nó cao cỡ nào nha các bạn. Wow, nó cao hơn mình luôn. Ui, con này ghê quá vậy. Thôi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với cái dạng kế tiếp nha. Thì cái dạng Sylveon nó sẽ cần tiến hóa tại hai cái biome, đó chính là Sinflower Plain, vùng hoa mặt trời, và Flower Forest, vùng rừng hoa đó các bạn. Ở đây có con Hylian nè, để mình thu phục nó trước đã, rồi mình sẽ nói tiếp tục với các bạn nha. Rồi, thu phục nó luôn bằng Whipple nha. Đó, thì cái điều kiện thì nó sẽ cần phải ở hai cái biome đó, và với cái điểm happiness cao, và phải có một skill hệ hệ tiên nha các bạn. Oh, tức là nó sẽ có ba cái điều kiện. Oh, nó là con Eevee rắc rối nhất đó. Ai da da, mày nè con, dứt mày luôn chứ tao sợ mày hả. Rồi mình để mình sẽ đeo cái XP share cho con Eevee này đi. Quên mất, không có XP share sao nó tiến hóa được. Mình thì mình đã đủ hai điều kiện rồi, đó chính là có một skill hệ tiên và điểm happiness cao. Bây giờ thì chúng ta đang ở vùng Sinflower Land để mà chờ cái con Eevee này tiến hóa đó các bạn. Rồi đó, skill Baby Don't Die kìa. Ok, rồi cho một skill nữa nè con, T-Rill hả mày. Đó, và Eevee của chúng ta đang tiến hóa cái dạng cuối cùng rồi đó các bạn. Thôi ơi, sao bao nhiêu mệt mỏi. Đó, và cái dạng này là cái dạng ngầu nhất nha các bạn. À không, cái dạng dễ thương nhất đó các bạn. Nó học được Fairy Wing kìa. Trời ơi, đó, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Ồ, bây giờ mình sẽ show cho các bạn ba con Eevee, đó chính là Espeon, Umbreon và Sylveon nha các bạn. Đó, ba con này đều cần cái điểm happiness cực cao. Ồ, tức là 220 đó. Và đây là hai con kế tiếp, đó chính là Glaceon và Lifion nha. Ồ, hai con này nhìn nó na ná nhau nha. Ồ, thảo nào xếp nhá chung. Rồi, thì mình vừa thu phục một con Eevee nữa, Eevee hệ thường thôi. Để mà cho nó đủ 9 dạng Eevee luôn. Đây, đó, bốn cái dạng còn lại, đó chính là Eevee hệ thường, nó cực kỳ nhỏ, Jolteon, Eevee điện, Flareon và Vaporeon. Đó, đây là những cái dạng cơ bản đó các bạn. Rồi, thế là xong xong cái thử thách đầu tiên trong ngày hôm nay rồi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện cái thử thách thứ hai, đó chính là tiến hóa em Metan này thành Metaross luôn nha. Chúng ta sẽ còn gầy cấp Metan tới cấp 45 nữa các bạn. Họ sẽ là một cái quãng đường khá dài đó nha. Rồi, chúng ta sẽ sắp xếp cái đội hình thích hợp để mà du hành đi qua đi
Phiêu lưu đi qua vùng Mesa chứ, không phải là du hành. Qua Mesa để mà dễ dàng tiến cấp hơn. Ok. Đây, ở đây thì mình đang luyện với cái ông NPC cấp 61 này các bạn ơi. Ổng có 6 con Pokemon. Rất là tiện cho mình luôn. Mình chỉ đánh chết 5 con thôi rồi mình bấm ring. Thế là chúng ta có thể luyện mãi mãi ở đây luôn rồi. Quá là xịn. Đó là một trong những cái trick mà mình đã đề cập rất là lâu rồi đó các bạn. Hay da. À và mình mới học cái skill mới, đó chính là Eruption cho con NT. Máu càng cao thì các bạn sẽ gây sát thương càng cao đó các bạn. Skill đó cực kỳ đã luôn. Bullbit này mình chưa có hả? Dứt mình luôn nha con. Bây giờ cẩn thận, cái con Weezing này nó cũng có thể nổ đó các bạn. Ui, mới nói xong nó nổ luôn kìa. Ghê quá. Chuyển qua NT thôi, chúng ta sẽ sử dụng skill Eruption nha. Rồi, thôi, bấm ring. Mình giết 5 con rồi. Ok, tiếp tục luyện cấp nữa thôi các bạn ơi. Nãy giờ thì mình luyện cái con Metal nó lên được cấp 44 rồi. Và lần này nó đạt được cấp 45 rồi đó. Ôi ơi. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể đánh bại ông NPC này rồi. Có thể giải phóng ông được rồi. Giải phóng đi thôi, giải phóng thôi. Bubble Beam. Ủa? Bubble Beam lại nè. Trời, tưởng không được nữa, chết tôi luôn đó. Tiếp tục là Bubble Beam. Wow. Giống nó sắp nổ các bạn ơi. Đúng mà. À, chuyển qua NT để mình dùng Eruption nha. NT của mình nó lên cấp đó là nó được học skill đó các bạn. Wow. Đó. Sau bao nhiêu cực khổ thì Metan của chúng ta đang bắt đầu tiến hóa rồi đó. Wow, đây là con Metan Giant. Để mình coi thử lên con Meteoros nó sẽ bự cỡ nào. Và... ui. Học được Hammer Arm mình sẽ thay bằng Gen Headbutt này đi. Gen Headbutt. Trời ơi, con Meteoros này nó có chút xíu mà. Tiếp thức Giant mà kỳ quá vậy. Tưởng nó bự lắm. Ôi ôi, anh nhìn nè. Đó, cái thức Giant luôn đó. Ôi nhìn bay nè, bay như cái đồ chơi vậy. Để mình lên mình dứt cái con Egon này cả. Trời ơi, nãy giờ đang luyện ở dưới không có đánh nó được. Eruption. Mày nè con. Wow, các bạn thấy không, hiệu ứng skill cực kỳ đẹp luôn. Và nó giết mình luôn rồi. Mày nè con, cho Ziget đào mày luôn nè. Ít mày một phát. Mày. Ồ, láo hả? Con Aaron này. Ui, nó đánh mình chết rồi. Ui. Rồi, chuyển qua Manaphy Bubble Beam nó luôn. Mày. Đó. Cho mình một viên kẹo rồi. Chúng ta có thể gỡ gạt được phần nào từ cái bọn Eevee hồi nãy. Ok, thế là thử thách thứ hai trong ngày hôm nay cuối cùng mình cũng đã làm xong rồi nha các bạn. Và thử thách thứ nhất là chúng ta đã có được 9 dạng của Eevee rồi. Ồ, để bây giờ mình tháo cái này ra cái đã. Rồi. Ok, nó quá là xịn luôn hen. Ở đây thì mình sẽ đi test skill của con Metagross này luôn. Test với con Agen nhỏ này nè. Xoay trick nó phát. Wow, hiệu ứng cũng được đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay mình đã thực hiện xong hai thử thách mà các bạn đã đặt ra rồi. Nếu thấy hay các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến thử thách của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.